Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Việt Nam 7 ngày của Ban Chuyển đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Trong tuần vừa qua, thị trường mua bán sáp nhập thu hút sự quan tâm của dư luận khi tập đoàn Central của Thái Lan kết hợp với tập đoàn Nguyễn Kim của Việt Nam đã mua lại thành công thương hiệu siêu thị Bixi. Central Group thì không phải là cái tên duy nhất. Rất nhiều công ty nước ngoài và cả các doanh nghiệp trong nước muốn mua lại Bixi. Thương hiệu này luôn nằm trong top 3 nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Trung bình mỗi năm đón hơn 50 triệu lượt khách mua sắm, tăng trưởng luôn đạt mức hai con số. Vì thế, không quá bất ngờ khi giá trị của vụ mua bán sáp nhập này rất ấn tượng, hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cuối năm 2015, thị trường mua bán sáp nhập Việt Nam xôn xao trước thông tin tập đoàn Casino Group của Pháp sở hữu Bixi Việt Nam tuyên bố sẽ chuyển nhượng lại mảng kinh doanh tại Việt Nam nhằm tái cơ cấu tài chính. Việc Bixi, một nhà bán lẻ đang ăn nên làm ra, lại muốn rút khỏi thị trường Việt Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau một thời gian chạy đua chào giá với nhiều đại gia ngành bán lẻ như là Lotte của Hàn Quốc, Yung của Nhật Bản, Central Group, TTC Holdings của Thái Lan và các nhà đầu tư trong nước như Saigon Group và Masan Group, cuối cùng vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, chuỗi Bixi Việt Nam đã về tay tập đoàn Central Group và tập đoàn Nguyễn Kim của Việt Nam. Như vậy, sau khi mua xong hệ thống Metro Cash & Carry tại Việt Nam từ người Đức, người Thái mua tiếp hệ thống Bixi Việt Nam từ người Pháp. Và dường như những thương vụ chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ của người Thái trong lĩnh vực bán lẻ chưa dừng lại. Được biết, Central Group cùng với Nguyễn Kim Group sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược của Bixi Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam cho các cửa hàng Bixi. Đằng sau câu chuyện này, cùng một số vụ chuyển nhượng trước đó, có thể thấy là các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường Việt Nam bằng cách một mặt thì liên tục mở rộng mạng lưới trên cả nước, một mặt thì tăng cường việc chuyển nhượng, mua bán và sáp nhập những hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước. Bán lẻ không chỉ là ngành rất quan trọng của nền kinh tế, nó còn đóng vai trò sống còn đối với sản xuất trong nước. Nhà sản xuất muốn đưa hàng đến tay của người tiêu dùng thì phải thông qua các hệ thống bán lẻ. Nếu hệ thống này nằm trong tay của các nhà đầu tư nước ngoài thì chắc chắn nhà sản xuất trong nước sẽ bị ảnh hưởng. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay đại diện của Hiệp hội Siêu thị thành phố Hà Nội để cùng với chúng ta hiểu hơn về thực trạng, những khó khăn của các doanh nghiệp bán lẻ nội địa trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời là ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị thành phố Hà Nội. Trước hết thì cảm ơn ông đã đến với trường quay ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, như vậy là sau Metro thì đến Bixi, một thương hiệu, một cái chuỗi siêu thị trải khắp trên cả nước và đã là một thương hiệu khá là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam đã rơi vào tay của một công ty nước ngoài. Trước hết xin hỏi là ông nghĩ sao về thương vụ mua bán sáp nhập này? Cái việc mua bán sáp nhập khi mà chúng ta mở cửa là bình thường, kể cả Vingroup cũng đang mua bán sáp nhập. Nhưng mà cái chuỗi siêu thị Metro và bây giờ là Bixi vào tay người Thái, hai tập đoàn Thái là một cái mà bước ngoặt trong vấn đề chiếm lĩnh thị trường phân phối Việt Nam. Như thế họ có 52 điểm bán trên gần 100 điểm bán lẻ hiện đại ở trên thị trường Việt Nam. Và các bạn nên biết là mỗi điểm bán lẻ của ngoại doanh số gấp 3-4 lần điểm bán lẻ của nội, và không những nó lan cả sang sản xuất nữa, bởi vì Thái Lan đã đầu tư ở sản xuất hàng chục năm nay rồi và người Việt Nam quen dùng hàng Thái hàng chục năm nay bằng nhiều con đường. Thế còn cái giá trị của vụ mua bán sáp nhập này ông nghĩ sao? Thì ai cao nhất thì họ sẽ bán thôi, hơn 1 tỷ đô la, cái đó là giá cao của Central Group. Thì cái đó là cái mà tôi biết là Sài Gòn Group, Lotte rồi một số doanh nghiệp khác cũng tham gia mua bán nhưng mà không thành công. Thì cái này chúng ta phải chấp nhận thôi vì cơ chế thị trường. Nhưng mà đằng sau việc mua bán này thì cũng phải làm rõ các vấn đề về tài chính cho nó rõ ràng, rành mạch để dư luận yên tâm trong vấn đề này. Còn việc mua bán là cái chuyện đã rồi. Có thể thấy là các cái kênh phân phối hàng hóa lớn hiện nay đã rơi vào tay của các công ty nước ngoài. Nhiều người thì lo ngại là như vậy là hàng hóa Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Điều này có còn là cảnh báo hay không, hay là thực tế đã diễn ra? Nó là hiện thực. Không những hàng hóa của Thái Lan mà hàng hóa của Nhật, hàng hóa của Hàn Quốc cũng đã nằm trên các cái kệ siêu thị rồi. Và rất tới đây mà thuế suất giảm xuống 0% theo các hiệp định ấy, thì như thế hàng hóa còn tiếp tục vào Việt Nam. Và người tiêu dùng phần nào được hưởng cái sự cạnh tranh đa dạng phong phú, và bản thân cái sự sức ép này cũng tạo cho sự chuyển mình của các doanh nghiệp bán lẻ nội vốn còn đang yếu kém mà phải khắc phục những yếu kém của mình. Nói đến doanh nghiệp bán lẻ nội thì chúng ta nói nhiều đến cái sức ép cạnh tranh đối với doanh nghiệp nội. Tuy nhiên ông có thể chia sẻ cụ thể hơn, ông nhận định như thế nào về cái thực lực hiện nay của các doanh nghiệp nội địa?
Tôi điểm lại thì chỉ có Sài Gòn Coop và Vingroup mới nổi lên với chuỗi siêu thị Vinmart, Vinpro thì còn có khả năng khá, chứ còn các siêu thị khác, các cái thương hiệu khác ấy, thì cũng đang teo tóp co cụm lại, thậm chí bán mất một phần, ví dụ như Philimart, Citymart, Nguyễn Kim chẳng hạn. Và cái điều quan trọng là khi bán lại hay là khi co cụm lại, chúng ta có củng cố lại đội ngũ hay không để mà có thể giành giật lại cái thị phần hợp lý, những cái thế mạnh của chúng ta mà chúng ta đang có. Đặc biệt tôi lưu ý là cái sự gắn kết giữa các nhà bán lẻ nội với các nhà cung ứng sản xuất nội thì cái này đang còn nhiều vấn đề. Bản thân các doanh nghiệp bán lẻ nội đã yếu rồi về chiến lược kinh doanh, về vốn, về công nghệ, về chi phí kinh doanh. Chúng ta phải vay ngân hàng chênh lệch 4% so với các siêu thị ngoại và các chi phí khác nữa. Rồi vấn đề sự liên kết, mạnh ai người ấy làm, thì cái đó hoàn toàn chúng ta dễ vỡ trận ở trong cái thị trường mà cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Nhiều người thì cho rằng là thực ra là doanh nghiệp nội khá là chậm chân. Nhưng mà theo ông thì có phải lỗi tất cả nằm ở phía các doanh nghiệp hay không? Hay là cái sự quan tâm đến thị trường trong nước của Việt Nam đã thích đáng hay chưa? Tôi cho các doanh nghiệp nội cũng có cố gắng. Một số doanh nghiệp nội như Hapro, Citymart hay là Ulimart hay là Sita hay Sài Gòn Coop, ngay Vingroup nổi lên là có nhiều cố gắng để vươn lại chiếm lại thị phần. Nhưng mà cái sức quá yếu, sức quá yếu, và bản thân nội tại cũng có những cái ưu điểm thực sự mà chưa được chuyển mình nhanh. Mà tôi cho cơ quan quản lý nhà nước cũng chuyển mình cũng chậm. Tôi nói ví dụ một cái quy hoạch về mạng lưới, hệ thống phân phối, thì một cái phố Thái Thịnh 700 mét như thế là Hà Nội cắm 3 siêu thị và siêu thị Hapro đã chết oan uổng. Như thế là một cái cuộc cạnh tranh như thế là rất khốc liệt. Hay các đại siêu thị cắm ở giữa thành phố thì doanh số các bà tiểu thương và các siêu thị nội giảm 30% trong 6 tháng. Tất cả những cái đó là chúng ta đã phá vỡ quy hoạch. Những kiểm tra nhu cầu kinh tế INT để mở điểm bán lẻ thứ hai của các nhà bán lẻ ngoài hầu như không có tác dụng. Và họ bằng có nhiều đường ngày càng phát triển các hệ thống phân phối của mình tại thị trường nội địa Việt Nam. Vâng. Về một mặt khác thì muốn ngành bán lẻ phát triển thì rõ ràng là sản xuất trong nước cũng phải phát triển và phải đồng hành. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì có thể nói là đầu vào của các cái doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam rất manh mún, không có một cái hệ thống chuyên nghiệp, không đồng bộ. Ông nghĩ sao về cái khó khăn này? Ông chia sẻ gì với các tôi theo dõi rất kỹ về cái sự cung ứng hàng hóa của các hàng hóa Việt và các siêu thị nội hay ngoại thì thấy là cái khách quan ấy là hàng hóa chúng ta sản xuất manh mún, không hóa đơn chứng từ, không có quy trình sản xuất chất lượng thì không vào được siêu thị. Rất khó. Nhưng mà cái chủ quan là cái mối quan hệ giữa nhà cung ứng với lại siêu thị. Không kể siêu thị nội ngoại còn chiết khấu cao, chi phí lớn, gây khó khăn cho nhau. Mới nói như thế là hàng ngon, hàng đẹp, hàng đủ tiêu chuẩn cũng không vào được siêu thị. Và như thế là cơ hội để hàng ngoại họ xâm nhập vào. Thế cái này chúng ta phải xem lại. Phải chăng chúng ta phải có một cái cuộc ngồi bàn giữa nhà sản xuất với nhà phân phối để hai bên đều thắng thì chúng ta mới có thể thành công từng bước và chúng ta giành giật lại thị phần một cách hợp lý, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa nội và ngoại. Với các cái doanh nghiệp mà là thành viên của Hội Siêu thị thành phố Hà Nội hiện nay thì sao ạ? Những cái khó khăn mà có thể nói là nổi cộm nhất, đặc trưng nhất của họ là gì? Đặc trưng nhất của họ là vốn ý. Vốn nhỏ lắm, nó chỉ có vài trăm tỷ. Vốn hàng hóa toàn ký gửi 60%. Tự đi mua ít, cho nên không chủ động, không có cáo gì cá biệt và đổi mới cả. Cái thứ hai tức là cái công nghệ kinh doanh, quản trị doanh nghiệp yếu. Có những doanh nghiệp mất tiền bao nhiêu triệu, không biết lý do gì đang kiểm tra. Thì cái này phải xem lại. Một vấn đề nữa là cái nguồn nhân lực chưa chuyên nghiệp. Tổ chức kỹ thuật thương mại, thương phẩm học, tất cả. Dù có học ở các trường đại học nhưng mà học bán lẻ rất ít, chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Một vấn đề nữa mà đặc biệt là vấn đề sự liên kết. Tôi cảm thấy là 10 siêu thị vẫn cử 10 người đi mua dầu ăn, không có mua chung bán chung. Sự liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh, sự liên kết giữa sản xuất và phân phối, giữa bán buôn và bán lẻ, đặc biệt là như thế rất yếu. Và nhấn mạnh thêm là chúng ta đã buông lỏng bán buôn, cho nên chúng ta không chi phối được bán lẻ. Cái này ít chuyên gia nói đến. Không phải là bán buôn lẫn mà bán lẻ nữa, mà trong lý thuyết kinh tế thương mại là ai nắm được bán buôn người đấy sẽ chi phối cả thị trường bán lẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, cộng đồng kinh tế ASEAN thành lập thì sẽ dẫn tới hàng hóa của nước ngoài với thuế suất giảm mạnh sẽ tràn ngập thị trường. Nếu hàng hóa nhập khẩu lại được tiếp sức bằng hệ thống bán lẻ cũng của nước ngoài nữa thì sản xuất trong nước sẽ bị thua thiệt đến hai lần.
Quan trọng hơn, bán lẻ là ngành tạo ra rất nhiều công ăn việc làm. Một siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài mọc lên, đổi lại thì sẽ có nhiều thành phần kinh tế cá thể, các hộ gia đình tham gia vào các chuỗi bán lẻ truyền thống bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Khoảng trống cho chính sách mới thì hầu như không còn nhiều. Lúc này chúng ta chỉ còn trông chờ vào sự lớn mạnh nhanh chóng, sự chủ động vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp trong nước. Bánh đa kế, mì chủ, vải sấy Lục Ngạn. Bà Yến và nhiều người dân Bắc Giang vô cùng thích thú vì khi có thể mua được nhiều đặc sản quê hương ngay trong siêu thị mới mở gần nhà. Với siêu thị lớn cỡ này mà bán bánh đa thì tôi thấy là lần đầu. Thế tôi ra đây chỉ có 100 mét thôi, rất là tiện lợi. Giá cả tôi thấy giống như ở trên chỗ ngã ba kế. Đây là siêu thị thứ tư được siêu thị này mở tại các tỉnh chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây. Chiến lược của doanh nghiệp là mở rộng ra các tỉnh, thị trường ngách mà các tập đoàn bán lẻ nước ngoài chưa ngó tới. Tập trung vào đầu tư phát triển hệ thống siêu thị quy mô vừa và nhỏ và hệ thống càng tiện ích và để tham gia những thị trường ngách để mở rộng cái thị trường bằng cách mở phát triển ra những cái hệ thống khu đô thị mới cũng như là các cái vùng ngoại thành hoặc một số cái tỉnh ở phía Bắc. 7 giờ sáng mỗi ngày, nhân viên siêu thị này nhận rau tại một cơ sở sản xuất rau an toàn. Dù nhà cung cấp đã cam kết rau sạch, nhưng mỗi tháng vài ba lần, công ty vẫn kiểm tra ngẫu nhiên các mẫu rau. Không những đảm bảo chất lượng hàng hóa, lượng hàng hóa, mà giảm giá thành sản phẩm là chiến lược mà nhiều siêu thị đang nhắm tới nhằm thu hút người tiêu dùng. Chúng tôi mua với số lượng lớn và phân bổ lại cho các cửa hàng, siêu thị mà chúng tôi đang có mặt. Như vậy thì chúng tôi tiết kiệm được là thứ nhất là nhà cung cấp chỉ giao một điểm và cái thứ hai là chúng tôi giao kịp thời. Có thể là trước đây nhà cung cấp thì giao hàng tuần thì bây giờ là nhà cung cấp chỉ cần giao một lần và sau đó chúng tôi phân bổ cái hàng hóa mà cần thiết tại siêu thị hàng ngày. Như vậy sẽ tiết giảm được những cái chi phí không cần thiết trong quá trình vận chuyển và giúp cho các siêu thị thì trữ hàng tốt hơn. Ngoài việc cải thiện chiến lược kinh doanh, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt phải từng bước khắc phục những điểm yếu bằng cách liên kết lại với nhau, xây dựng thương hiệu, tạo nên chuỗi sản xuất, lưu thông, phân phối để từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho chính mình. Trên thực tế, việc tạo được môi trường cạnh tranh bình đẳng, xây dựng chính sách hỗ trợ ngành bán lẻ nội địa cũng được coi là nhân tố quyết định giúp doanh nghiệp trong nước thêm vững vàng trong cuộc chơi vốn đã không cần sức này. Hỗ trợ của nhà nước chẳng hạn như là vấn đề chính là vấn đề tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp tiếp cận được với cái quỹ đất, quỹ mặt bằng, hay là hỗ trợ cho các doanh nghiệp mạnh mẽ hơn trong cái việc nghiên cứu, tiếp cận được với những cái công nghệ mới nhất, tiếp cận được với nguồn lực, hỗ trợ trong cái việc đào tạo cái nguồn nhân lực. Xu hướng đổ bộ của hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam đang là một thách thức lớn đối với thị trường bán lẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt tự nhìn lại, tự thay đổi để lớn mạnh hơn. Vâng, thưa ông Vũ Vinh Phú, có thể thấy là một cái giải pháp hiện nay mà nhiều doanh nghiệp nội đã tìm đến là họ tìm đến những thị trường ngách, những cái tỉnh, những cái địa phương mà nơi mà doanh nghiệp nước ngoài chưa vươn đến. Ngoài ra thì cái kênh bán lẻ truyền thống ở Việt Nam mang lại doanh thu rất lớn cho các nhà sản xuất nhưng lại thường bị xem nhẹ hoặc là có thể bị bỏ quên. Theo ông thì đây có phải là những cái giải pháp hợp lý, những cái hướng đi mà có thể nói là hữu hiệu cho doanh nghiệp bán lẻ nội không? Vươn đến thị trường nông thôn là đúng, nhưng mà quy mô phát triển cái bán lẻ ở thị trường nông thôn như thế nào? Bởi vì tôi nghĩ sức mua ở thị trường nông thôn rất yếu, chưa được mở rộng. Hệ thống mạng lưới hợp tác xã tan rã rất nhiều. Và chúng ta như thế là 2-3 tháng mới đưa hàng hóa về bà con thôi, không bền vững, vậy không ổn định. Cái thứ hai là chúng ta phải nâng sức mua cho người dân ở địa phương lên. Một vấn đề nữa là các cái cửa hàng tạp hóa bây giờ doanh số cũng rất lớn. Tôi đã chứng kiến những cửa hàng tạp hóa Hà Nội còn bán hơn một siêu thị 200 m². Nhưng mà tất nhiên họ có những cơ chế mà tế nhị khó nói, thuế khoán, hóa đơn chứng từ không có, ít được kiểm soát. Thì cái này là một phần thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là rất tốt. Hiện vừa rồi thống kê cái thị trường mà bán lẻ tạp hóa đấy của các tư thương là tăng trưởng 5,4%. Mà cái thị trường đó cũng cần phải quan tâm. Phải chăng đấy nó là chân rết các siêu thị, các nhà sản xuất hay không? Chúng ta phải tính đến. Tức là chúng ta làm bằng nhiều cách. Nhưng mà theo tôi bỏ chuyện địa thành phố thì không ổn. Hay là co cụm quá vào thành phố là không ổn. Vì Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là sức mua rất lớn. Một thành phố Hà Nội 7 triệu dân với doanh số 5.000 tỷ một tháng. Có mơ cũng không thấy được. Phải không ạ? Cho nên là cái này chúng ta cố gắng giữ trận địa thành phố. Đặc biệt là các tổng ty nhà nước. Hãy giữ những mạng lưới mà nhà nước giao cho. Hiện nay tôi thấy là sa sút về mạng lưới của các tổng ty thương mại nhà nước. Chuyển sang các liên doanh hợp tác cho thuê. Thậm chí có điểm rất đẹp như là Mắt Rồng ấy.
tự nhiên chuyển sang một tư nhân. Cái đó phải xem lại, xem chính sách về mạng lưới như thế nào. Một nhà thương mại mà mất mạng lưới với vốn bé, làm gì còn chiếm lĩnh được thị trường. Ngoài ra còn thương hiệu, văn hóa phục vụ kinh doanh phải đẩy mạnh. Và liên kết, tôi đặc biệt nhắc lại sự liên kết. Những hạm đội truyền thống nhỏ bé của Việt Nam nếu rời từng mảng sẽ bị phá vỡ. Vâng. Trong thời gian vừa qua thì cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đã và đang được thực hiện. Hiệu quả mang lại chắc chắn là có. Tuy nhiên theo ông, trong cái bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, chúng ta hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, thì cái việc mà kêu gọi sử dụng hàng Việt Nam để thể hiện lòng yêu nước, nó còn phù hợp nữa hay không? Kêu gọi vẫn kêu gọi, nhưng mà chính phải hành động. Tôi đã nói là muốn yêu nước thì cái người sản xuất ấy, với người phân phối Việt Nam phải yêu nước trước. Mình phải dùng những sản phẩm của mình. Và đừng có kêu gọi yêu nước chung chung. Chúng ta phải cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng, bằng tiếp thị. Tôi mua một cái sơ mi 2 ngày đứt cúc, liệu có khâu lại cho tôi không? Hay là hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả lại? Câu chuyện nó rất đơn giản, nhưng mà có khi chúng ta không làm được. Hay cả ngày chúng ta không cảm ơn khách hàng được một câu. Vân vân và vân vân. Một bà bán giày ở chợ Đồng Xuân, một cái tủ chỉ có 10 đôi giày, yêu cầu nhà cung cấp nội đòi phải nhận 200 đôi giày tôi mới quan hệ. Tất cả chúng ta bị phá vỡ. Chính chúng ta tự hại chúng ta đến 70%, chứ không phải sức ép của Thái Lan, của Nhật, của Hàn Quốc vào đây đâu. Thì cái đó chúng ta phải xem lại chính mình. Tôi nghĩ cái điều mà ông vừa chia sẻ có rất nhiều người sẽ đồng tình, không những người tiêu dùng, và ở đây chúng tôi có cả ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia nước ngoài. Các chuyên gia nước ngoài thì cũng cho rằng là sản phẩm made in Việt Nam hiện nay còn rất nhiều vấn đề phải cải thiện, không chỉ chất lượng mà cả về mẫu mã, chủng loại. Xây dựng thương hiệu là một câu chuyện dài, nhưng trước hết thì cần phải bắt đầu từ chính việc tạo dựng lòng tin cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong rằng phía doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư cho chất lượng sản phẩm, cũng như nghiên cứu giá cả, làm sao để giá cả cạnh tranh. Về bao bì thiết kế ở Việt Nam còn rất hạn chế, về màu sắc cũng như kiểu mẫu. Việc bảo quản nhiều khi vẫn chưa tốt, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Nếu cải thiện được những điều trên, thì hàng hóa Việt Nam không những chiếm lĩnh được thị phần trong nước, mà còn có thể xuất khẩu được rất tốt. Áo dài của Việt Nam hay phở của Việt Nam được cả thế giới biết đến. Nhưng trước khi được cả thế giới biết đến, áo dài và phở đã được rất ưa chuộng tại Việt Nam, được người dân trong nước thực sự yêu thích. Vì vậy, để ngành sản xuất và phân phối trong nước phát triển, thì trước hết phải được người dân trong nước tin tưởng bằng chất lượng và giá cả. Chính vì tầm quan trọng của ngành bán lẻ đối với nền kinh tế của cả một quốc gia mà nhiều nước trên thế giới hiện nay dù mở cửa ở nhiều lĩnh vực nhưng vẫn rất hạn chế mở cửa cho thị trường bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các nước láng giềng của Việt Nam thậm chí vẫn đang duy trì rất nhiều hàng rào trong ngành bán lẻ. Chúng tôi có một số ví dụ ở đây ạ. Ví dụ như là Malaysia thì buộc các tập đoàn bán lẻ nước ngoài phải dành 30% cổ phần cho người trong nước. Các siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng bách hóa thì không được mở cửa 24/24 giờ. Hay như là Indonesia thì quy định các tập đoàn bán lẻ không được mở quá 150 cửa hàng và hạn chế số cửa hàng nhượng quyền ở các thành phố nhỏ. Còn tại Hàn Quốc thì cố gắng hạn chế sự bành trướng của các chuỗi siêu thị lớn nhằm bảo vệ các nhà bán lẻ nhỏ cũng như các chợ truyền thống. Vậy thì theo ông Phú, tại Việt Nam thì chúng ta cần có một cái chiến lược hay là một cái chính sách phân phối hàng hóa như thế nào để đảm bảo rằng chúng ta vẫn mở cửa theo các cam kết hội nhập nhưng chúng ta cũng đảm bảo phát triển ổn định thị trường trong nước ạ? Theo tôi, những cái quy định của các nước vừa rồi tham khảo thì tôi nghĩ là cũng tốt. Nhưng mà đấy là những biện pháp hành chính. Cái chính là chúng ta phải mạnh lên về sản xuất, về phân phối. Cái cách làm chúng ta phải tân tiến hơn. Khi chúng ta kinh doanh có văn hóa hơn, kinh doanh tử tế hơn, thì cái đó sức thu hút mạnh hơn. Chứ còn cấm thì có khi giai đoạn trước ấy, các nước khác mở cửa là có thể cấm được. Nhưng mà giai đoạn này mà chúng ta quy định những cái đó có khi lại vi phạm những cam kết. Cái điều đó phải rất thận trọng. Chúng ta không cấm. Cạnh tranh song phẳng, bình đẳng, minh bạch, công khai. Hiện nay các siêu thị nội chúng tôi nói một câu là chúng tôi chưa cần ưu tiên và chúng tôi chỉ cần công bằng, và cái công bằng ấy không được. Cái công bằng ngay trong sản xuất và phân phối. Một siêu thị ngoại 2 năm đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng siêu thị nội có được đâu. Một tiếp cận đất đai chúng tôi tiếp cận 3 năm mới được một điểm phân phối, trong khi đó siêu thị ngoại chỉ cần vài tháng, không hiểu lý do gì, một lý do hết sức tế nhị. Cho nên cái này là chính phủ mới cũng đã công nhận là phải tháo gỡ cho các doanh nghiệp. Nhân cái hội nghị thủ tướng vừa rồi ở trong phía Nam, tôi cho rất là ủng hộ cái này. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải hành động, phải tìm những cái nút chốt để thoát khỏi cái những khó khăn này. Và tôi nói là cái doanh nghiệp phải tự cứu mình là chính.
phải tự sửa mình là chính, xem cái gì những điểm yếu mà mình có thể khắc phục ngay, chứ không trông chờ nhà nước, vì cái hỗ trợ nhà nước không có nhiều. Quả thật tôi rất là chia sẻ cái quan điểm đấy. Bản thân tôi thì cũng theo dõi hội nghị đó, và rất nhiều các cái doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng khác nhau thì đã đưa ra một kiến nghị, đó là mong muốn là sẽ có một môi trường bình đẳng cạnh tranh, bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài, và doanh nghiệp Việt Nam thì rất muốn liên kết và cùng phát triển. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn với ngành bán lẻ thì ở đây là cái sự liên kết cùng phát triển và mong muốn cái môi trường bình đẳng như thế nào? Tôi cho cái liên kết quan trọng nhất ở trong một xã hội cũng như đất nước hay trong ngành bán lẻ là liên kết cái sản xuất với cái phân phối. Sản xuất động chạm đến công ăn việc làm, cái ổn định xã hội lâu dài, cái chất lượng tăng trưởng của xã hội. Còn phân phối là giải quyết đầu ra cho sản xuất. Hai cái đó không thể tách rời được. Cái cặp phạm trù này không thể tách rời được. Nếu chúng ta chia cắt, mâu thuẫn, rồi giành giật những lợi nhuận về nhau, thậm chí là không theo những luật pháp quy định, thì chúng ta tự hại nhau thôi. Ví dụ nhà phân phối là đòi chiết khấu cao, rồi phí tạo mã rất là mạnh, rồi các chi phí khác. Thì thậm chí có nhà sản xuất là nản lòng phải tổ chức hệ thống phân phối riêng. Như thế là một cái hại cho xã hội. Tại sao quầy siêu thị để chống mà lại phải tổ chức cửa hàng riêng, phải thuê nhân viên, phải thuê mặt bằng. Tất cả cái đó chúng ta phải xem lại. Rồi cách làm ăn nữa, tôi cho cái văn hóa kinh doanh phục vụ, phải học tập người Nhật, phải chịu trách nhiệm đến sản phẩm của mình. Một bà nông dân Nhật dán mã số của mình trên một mớ mùi. Tại sao chúng ta cho chất tạo nạc, rồi kháng sinh để cho người tiêu dùng ăn? Và như thế làm sao vào được siêu thị? Và rõ ràng như thế là hại cả sản xuất và hại cả phân phối. Mà cái thị trường nội địa chúng ta đấy giải quyết là hơn 5 triệu lao động và giải quyết 14% GDP. Hệ thống phân phối một đất nước là cốt tử. Một đất nước chỉ có 3 mũi nhọn: đầu tư, xuất khẩu và hệ thống phân phối, và cuối cùng là hỗ trợ của tiêu dùng xã hội. Cho nên chúng ta đặc biệt quan tâm đến hệ thống phân phối, phải xây dựng một cái nền công nghiệp bán lẻ Việt Nam trong tương lai. Vâng. Dự báo là trên thị trường bán lẻ trong thời gian tới sẽ còn có những cái thương vụ mua bán sáp nhập nữa. Cũng có một số những cái tên như ông đã nhắc đến, như là Copmark này, đấy, Vingroup này, Vinmark này. Vậy thì ông có thể đưa ra một cái nhận định của cá nhân mình thôi, trong một vài năm tới thì cái thị trường bán lẻ của Việt Nam sẽ như thế nào? Vươn lên được hay không là do trong tay chúng ta. Nếu làm tốt những cái giải pháp quan trọng, được sự hỗ trợ hợp lý của nhà nước, thì chúng ta vẫn còn cơ. Tôi nói ví dụ hệ thống bán lẻ hiện đại bây giờ mới chiếm 20% doanh số, 80% còn mênh mông. Thị trường nông thôn, thị trường của các cửa hàng tạp hóa, phải không ạ? Và đặc biệt là vấn đề đất nước chúng ta là một đất nước ôn hòa, sản vật quanh năm, đi một tuần được hơn 1 tấn cá ở đại dương, phải không ạ? Không có băng tuyết phủ của 6 tháng mùa đông. Các nước còn sang đầu tư tại Việt Nam, tại sao người Việt Nam không làm của mình? Hay chúng ta chuyển thành người làm thuê? Tôi nghĩ là phải làm cái giá trị gia tăng của sản vật, cái hệ thống phân phối phải làm mạnh. Một quả xoài bán ở Nhật là mấy trăm nghìn cơ, một cân xà lách bán ở Nhật là 1,2 triệu trên đất nước Việt Nam. Phải nói là chúng ta chưa tận dụng, chưa chuyển mình mạnh mẽ với những tiềm năng của chúng ta. Và đặc biệt phải lưu ý cái thể chế kinh tế, phải công khai minh bạch, tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh, cho nó thông thoáng, cởi mở, giảm chi phí kinh doanh, giảm chi phí vốn. Quả thật là một cái mong muốn vươn lên phát triển thì là không chỉ riêng doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp nào của Việt Nam thì cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà họ cần có sự trợ giúp thiết thực từ chính sách, đúng không ạ? Vâng, rất cảm ơn ông Vũ Vinh Phú đã tới với chúng tôi và có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích. Xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị, quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế gọi tắt là ENT dựa trên mật độ dân cư trên một địa bàn quận huyện thì lâu nay vẫn được áp dụng khi nhà đầu tư nước ngoài muốn lập cơ sở bán lẻ sau cơ sở thứ nhất. Quy định này được đưa ra như một cách để hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, với cam kết của Việt Nam trong TPP, sau 5 năm, tức là vào năm 2023, khi TPP có hiệu lực từ năm 2018, thì Việt Nam sẽ bỏ quy định này đối với các doanh nghiệp bán lẻ đến từ các nước thành viên TPP. Nghĩa là các nhà bán lẻ nước ngoài có thể mở cơ sở bán lẻ ở bất kỳ đâu. Khó khăn thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều ở phía trước, không chỉ 1-2 tập đoàn bán lẻ ở các nước láng giềng, mà ngay cả các công ty ở bên kia bờ đại dương, chỉ cần họ thấy lợi nhuận thì họ sẽ vào Việt Nam. Điều này hoàn toàn có thể.
Vì vậy, không chỉ ngành bán lẻ, các doanh nghiệp của Việt Nam không còn cách nào khác là phải chủ động đổi mới, tự nâng cao năng lực của chính mình trong cuộc cạnh tranh này để chuyển tình thế có thể nói là không cân sức vào lúc này nhưng có thể trở thành thăng bằng trong thời gian tới. Phần bình luận của chúng tôi về chủ đề này cũng xin được kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua. Một tinh thần quyết liệt trong nỗ lực khắc phục hậu quả từ sự cố cá chết tại miền Trung là điểm nổi bật của hoạt động chính phủ và các cơ quan chức năng trong tuần qua. Không để người dân đói vì thực trạng cá chết, thông điệp này của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được nhấn mạnh trong chuyến làm việc với các tỉnh miền Trung hôm 1 tháng 5. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ trưởng và lãnh đạo các địa phương tìm ra nguyên nhân sự cố, tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, từ việc giúp ngư dân để tiếp tục ra khơi đến tiêu thụ nguồn hải sản sạch. Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường biển tại các khu vực này, trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 hôm 5 tháng 5, chính phủ cũng đã khẳng định sẽ rà soát tất cả các dự án xả thải ra biển trên quan điểm không loại trừ tổ chức hoặc cá nhân nào nếu vi phạm. Trong tuần qua, chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành nỗ lực khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định hỗ trợ 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên bị hạn hán, xâm nhập mặn với mức hỗ trợ 500 triệu đồng cho một tỉnh để giải quyết ngay nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn, nhiễm mặn. Liên quan tới những nỗ lực giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Jan Eliasson, sau khi kết thúc chuyến khảo sát về tình hình hạn hán tại Bến Tre, cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia được Liên Hợp Quốc ưu tiên hỗ trợ khắc phục tác động của biến đổi khí hậu. Sáng 5 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm và làm việc với các đơn vị hải quân đóng quân trong căn cứ quân sự Cam Ranh, vùng 4 hải quân. Nói chuyện với các cán bộ chiến sĩ vùng 4 hải quân, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm xây dựng lực lượng hải quân tinh nhuệ hiện đại sẵn sàng chiến đấu cao, cần khai thác lợi thế của cảng Cam Ranh phục vụ các mục đích hàng hải. Tổng Bí thư cũng khẳng định lòng tin và quyết tâm của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ cùng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần duy trì môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Nhật Bản là đối tác chiến lược, gần gũi và lâu dài. Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Fumio Kishida. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hôm 5 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định sẽ tham dự hội nghị 7 nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản. Đồng thời đề nghị hai nước trong thời gian tới cần tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại giữa hai nước. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Các bên liên quan không được có những hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nghiêm túc, tuân thủ luật pháp quốc tế. Vượt qua gần 1.000 ý tưởng khác nhau trên khắp thế giới, dự án Monkey Genio của anh Đào Xuân Hoàng sáng lập đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ toàn cầu do chính phủ Mỹ tổ chức. Ý tưởng cũng đã nhận được lời mời tới thung lũng Silicon Mỹ để tham dự đào tạo chuyên sâu và tranh tài vòng chung kết do chính Tổng thống Barack Obama chủ trì. Monkey Genio là một chương trình dạy trẻ em học đọc ngoại ngữ với mục tiêu là hướng đến người dùng toàn cầu. Các ngôn ngữ được dạy đều là các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Hiện ứng dụng này đã có hơn nửa triệu lượt tải về trên toàn thế giới. Chương trình Việt Nam 7 ngày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.